Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến ha. Lại là một ngày mới, chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thăng tâm an lạc, mạnh khỏe, vui vẻ và thành công hơn trong mọi công việc các anh chị. Thì em đã vừa rong lá vừa bấm chặn đọt cho những cây mai nụ nhỏ. Thì bữa nay em quay lại thực tế cho anh chị xem. Thì những video trước em đã chia sẻ với anh chị rồi đó anh chị. Thì những điều mà em chia sẻ thì em phải làm thực tế để cho anh chị xem, để anh chị tin tưởng hết anh chị. Thì bây giờ trước khi vào vấn đề, em sẽ cho anh chị coi một số cây mai tơ nụ, nó cũng khá là ngon. Thì cây mai trên màn hình này cũng là cây mai tơ mà nó cho bông đẹp lắm anh chị. Chúng ta làm gì ở trong nhà? Cây mai này hồi sáng nó nở bông tròn, phơm cánh tròn vàng đậm đẹp. Cây mai này nụ nó cũng rất là nhiều mà nở bị nở bông gió vài bông nè. Đây cũng là cây mai tơ. Mấy cây mai này Tết chơi được đó mấy anh chị. Chừng nữa em rảnh rồi em có thể coi mấy cây mai này em đăng lên giao lưu mấy anh chị. Chúng ta học Phật. Nụ cũng lai dai nụ nè. Hiểu rõ đạo lý này. Chứ người tôn giả không tin. Người tôn giả vẫn muốn ăn thịt. Hằng ngày vẫn phải sắc cho họ. Vẫn phải chặt cho họ. Nó tơ mà nó có nụ như thế này là cũng đạt rồi. Cũng chơi được đó mấy anh chị. Tôi liền khuyên bạn. Mỗi ngày tốt nhất. Năm tới này á, năm tới này nó mới ngon hơn. Này mới trồng năm nay. Bạn có tâm chân thành sẽ được đảm bảo gia đình, tương lai dần dần ý nghĩa của họ sẽ chuyển trở lại. Chân thành thì có thể cũng là dài ha. Cái mai này đó nè. Nụ rất to. Thay cho gia đình này. Gia đình này đều là oan gia trái chủ. Và không ăn vẫn phải. Nói chung là chơi Tết được đấy anh chị. Chỉ có phải là oan gia trái chủ. Cho nên bạn phải hồi hướng thay cho họ, phải cầu sám hối thay cho họ. Rồi, mình chỉ quan sát cái cây mai dán thẳng, dán tự nhiên, mai trực tự nhiên nè. Cây mai này cái bộ lá nó rất là xấu, nó rất là già. Hôm tháng 8 đó mình chị, hôm tháng 8 em có quay cái tình trạng của cây mai này lên cho mình chị coi, đó là nguyên nhân cái bộ tàn nó khủng. Cây mai nó lớn mà em trồng trong chậu nhỏ, hết chất dinh dưỡng, rồi nước nó cũng không cung cấp nổi cho nó đó. Thì sau khi em đăng lên rồi, em nói với anh chị là chừng nữa em rảnh em sẽ thay chậu và thay chất trồng cho nó. Nhưng mà cuối cùng chỉ có mình một em làm không được anh chị, tại vì sớm này không có mượn ai được hết. Cái này phải có 2-3 người khiêng cây mai lên, chỉ cần khiêng lên thôi là nó lọt cái bầu ra ngoài rồi là quay ngang mình thay qua chậu mới, trộn chất trồng mới để vô là xong. Vì vậy không có mượn ai được hết, vì vậy em mới để y như vậy. Em chăm sóc, tưới nước, bón phân, tưới rưỡng rễ và hữu cơ điều độ cho nó. Thì bây giờ mấy anh chị quan sát cái bộ lá này cũng khá là ngon. Nó cầm chừng đây tới Tết là chắc cú luôn đó mấy anh chị. Tuy là nó xấu nhưng mà nó cho nụ cũng khá là ngon nè. Chính diễn, không ăn thịt. Không. Nè. Nói chung là chừng nữa nó nở là nó nở cũng đặt cây đó mấy anh chị, nó không có bèo ha. Nói chung là chơi được. Nó xấu bộ lá nhìn nó cằn cụ ghê không? Nhưng mà nụ nó cũng rất đạt. Nè nụ nè. Nụ nó cũng khá là chằng chịt. Nói chung là đặt cây đó anh chị. Tết chơi được. Và nụ này nè. Nụ này là chắc cú mình cầm chừng đây Tết được luôn đó mình, không nở sớm. Yêu cầu tưới nước điều độ cho cây, rồi tưới rưỡng rễ và bón phân điều độ cho nó là nó sẽ cầm chân cái nụ được, không có lá già hoặc lá không có già. Rồi cây mai này và cái cây mai dán bay bên này, cây mai này và cây mai dán bay bên này em vừa rong lá nè. Cây mai này nụ nó cũng nhỏ, nhưng mà cây mai này em đã bán cho một người chị ở ngoài Bình Định đó. Chị ấy gửi lại tới lặt lá rồi em mới gửi cho chị ấy. Hàng nụ nè. Mọi người dễ hiểu. Bạn trai là chị. Mấy anh chị còn nhớ cây mai này á. Cây mai này hôm tháng 10 á. Nụ nó ít mà nó nhỏ, nhưng mà vào lạnh rồi nụ nó lớn rất là nhanh. Thực ra làm sai rồi. Cây mai này bông nó cũng đẹp lắm anh chị nụ. Chúng ta nói là này, em vừa dông lá nè, vừa con tàn nè, con những cái đọt nào mà nó chất quớt rồi không còn tác dụng á,
là mình còn tàn, còn xong rồi dông lá luôn. Ví dụ như cây mai mình mà nụ nó không đều thì mình dông 5-10% thôi. Còn trường hợp cây mai mà nụ nó nhỏ đều gian hết là mình bắt buộc phải dông khoảng 10% hoặc là 20%. Như cây mai này em dông nhiều nè. Nụ nè. Nè, tưới nước đều độ cho cây mai nè, thấy không? Không có để cho nó khô nước nha. Cho nên người thì trai thời hiện đại tốt nhất là dùng lịch thiên văn. Còn cây mai giáng bay này cũng vậy, em cũng vừa tháo dây ra, là dây mình quấn trước đó nó bị siết nè, tháo ra, tháo ra rồi quen ăn mình coi những cái đọt nào mà nó không còn tác dụng thôi, cắt đọt bỏ rồi dông lá, lá em dông nè. Giữa ngày là 7 giờ. Nụ cây mai này cũng rất là khá, mà cây mai này bông cũng đẹp luôn mấy anh chị. Nè dông lá nè, dông những cái lá trong cùng á, những cái lá nào mà nó không có nụ đó mình dông. Rông rồi nó thông thoáng ra, nụ mình nó tiếp xúc được với sương gió nắng, nó màu lớn lên, nó màu chuyển sang cái mỡ gà. Rồi mình phun thuốc sâu bọ chỉ nhện này kia nọ nó cũng dễ phun. Người thế gian là lá Trung Quốc không có người nào không tham ăn. Một ngày bắt được còn phải ăn sắp, còn phải ăn khuya. Đấy đều là sai lầm. Ở trong ăn uống vô tình tạo biết bao nhiêu nghiệp tội mà họ không biết. Đủ thì sau khi mấy anh chị dông lá rồi á thì từ đây tới Tết á mấy anh chị tưới nước điều độ cho cây nha, mấy anh chị không có để cho cây mai mình nó thiếu nước nha, nó thiếu nước mấy anh chị tưới lại một cái là nó bị sốc nè. Nó cũng như em vừa tưới nước sương nè, sáng em tưới sương, chiều em tưới đẫm, đây là cái cách mà em tưới mấy anh chị. Còn những cây mai nụ lớn thì mấy anh chị đợi tới giữa tháng 11 á, mấy anh chị hạ dông nha. Hoặc là mình dông bây giờ vài lá được, mình có nghĩa là mình làm tới đâu phải kỹ tới đó để tránh đi nở sớm hết mấy anh chị. Ví dụ như cây mai nụ lớn đó đó, thì em cũng vừa dông cho nó một chút ít lá, khoảng chừng một nhánh như vậy em dông khoảng chừng 2-3 lá thôi. Còn cây mai nụ nhỏ bên đó đó thì em đã vừa làm rồi luôn đó, cũng giống như thế này nè. Dông lá rồi mình coi những cái đọt nào mà nó không đúng đó, rồi cắt bỏ để thúc cho nụ nhỏ mình nó mau lớn lên. Cây mai cúc thọ hương này nó nở hởm dài, nó nở cũng lai dài, nó nở mấy cái nụ to trong này nè. Nở mấy nụ to trong này nè, mà mấy cây đọt mà này còn nụ nè. Còn nụ nè. Nói chung là chơi Tết được. Cái giống mai cúc thọ hương hoặc là tất cả các loại giống mai cúc á, thì giống mai nào nó cũng đều dùng nụ hết. Rồi dùng nhiều dùng ít là ăn thua cái cây mai đó, mình ghép già mùa hay hoặc là non mùa. Nếu như non mùa là nó dùng rất là nhiều, còn già mùa rồi thì cái tỷ lệ nó dùng nụ là thấp. Và cái cây mai cúc thọ hương ghép cây mai tứ quý cũng vậy, nếu như mà mình ghép vào cây mai tứ quý nó già tuổi, nó cổ thụ thì cái tỷ lệ nó rụng nụ là thấp. Nó cũng vẫn rụng đó mình chị, nhưng mà nó thấp. Nói chung già mùa thì nó ngon, còn non mùa thì nó rụng. Ví dụ như trường hợp cây mai cúc thọ hương này của em đi, em ghép cũng được 3-4 năm rồi thì nó cũng đã đỡ đỡ rồi, nó rụng nụ rụng ít. Thì như cái nụ, như ví dụ như nó nhiều nụ quá thì chừng nữa bắt buộc nó phải dụng bớt rồi đó. Còn bây giờ nó bị nở như thế này, nở như thế này thì những cái nụ còn lại nè, chừng nữa nó sẽ dụng ít. Có nghĩa là cái cây mai của mình giống mai cúc thì nó nhiều cánh, mà nó cho nhiều nụ quá thì chừng nữa nó bắt buộc nó phải loại những cái nụ nào mà nó yếu bỏ, mình gọi là dụng nụ. Mai cúc là như vậy. Thì nói chung là cái giống mai cúc này nè, là một nụ nó cho ra 4-5 bông luôn mấy chị, mà nó lâu tàn.
và chừng nữa nó tàn rồi là nó rụng nguyên bông luôn, nó không có rụng cánh. Em xin nhắc lại ha, tất cả các giống mai cúc đều rụng nụ hết, còn rụng nhiều hay ít là ăn thua cái giống mai, rồi cái cây mai đó mình ghép già mùa hay là non mùa nữa. Ví dụ như nó già mùa thì cái tỷ lệ nó rụng thấp, còn non mùa quá thì nó rụng nhiều. Ví dụ như trường hợp cây mai này đi, nó 3-4-5 tuổi, nó thì nói về cái độ tuổi nó thì nó cũng không có già, còn trẻ thì những cái nụ còn lại như thế này nè, Tết thì nó sẽ cho bông được, nó không có rụng, còn mà nó ôm nhiều nụ quá thì chừng nữa nó sẽ rụng nụ đó, cũng như vậy à. Còn về phun thuốc sâu, thuốc nấm bệnh, thuốc bọ chỉ á, là mấy anh chị phải phun nha, phun từ đầu năm tới ngày lạc lá, lúc cây mai mình có nụ như thế này. Mấy anh chị không phun thuốc sâu là con sâu nó ăn banh xác. Cũng như mai của em vừa phun thuốc sâu và thuốc nấm bệnh hồi chiều hôm qua mấy anh chị. Còn cái cây mai nụ nhỏ bên đó em thường làm video cho mấy anh chị coi đó, thì cây mai đó em vừa cắt chặn đọt và vừa dông lá cho nó luôn rồi luôn đó mấy anh chị. Được rồi, thì cuối video em xin chúc cô chú anh chị và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Dạ, em xin chào chú anh chị và các bạn nha.